Kính thưa quý vị, mở đầu cái phần tin Việt Nam đêm nay là bản tin liên quan tới việc Pen America công bố giải thưởng tự do viết cho nhà báo Phạm Đoan Trang. Ngày 11 tháng 4, tổ chức phi chính phủ Pen America tại Hoa Kỳ thông báo sẽ trao giải thưởng về tự do viết năm 2024 cho nhà báo Phạm Đoan Trang, người đã phải thụ án tù 9 năm tại Việt Nam với cáo buộc tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Giải thưởng tự do viết Barbie được Pen America trao hàng năm cho những người viết vì lương tâm đang bị cầm tù. Trong thông cáo báo chí đưa ra vào ngày 11 tháng 4, CEO của Pen America là bà Suzanne Nosal đã viết: Phạm Đoan Trang đã khích lệ người Việt Nam qua các trang viết của mình về dân chủ, nhân quyền, môi trường và phụ nữ. Chính phủ Việt Nam đã bỏ tù bà Trang nhằm bịt miệng bà. Bà đã hy sinh sức khỏe và tự do của bản thân để tìm kiếm công lý. Bất chấp những đàn áp của chính phủ đối với các hoạt động xã hội và bất đồng chính kiến, các câu chữ mạnh mẽ của bà tiếp tục khích lệ mọi người trên khắp Việt Nam và toàn thế giới. Nhà báo Phạm Đoan Trang, 45 tuổi, bị bắt giữ vào năm 2020 và bị tuyên án 9 năm tù vào năm 2021. Bà bị chính quyền chuyển đến nhà tù An Phước, tỉnh Bình Dương, cách xa gia đình đến hơn 1.000 cây số. Nhà báo Phạm Đoan Trang từng là phóng viên của một số tờ báo nhà nước Việt Nam và đã bị những chính sách của chính quyền cấm lưu hành như chính trị bình dân, cẩm nang nuôi tù, phản kháng phi bạo lực. Bà cũng tham gia viết những báo cáo song ngữ về tình hình nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam, mà nổi bật là báo cáo Đồng Tâm viết về vụ công an cưỡng chế đất gây chết người ở ngoại thành Hà Nội hồi năm 2020 gây phẫn nộ trong dư luận. Nhà báo Phạm Đoan Trang đã nhận nhiều giải thưởng về các hoạt động nhân quyền, bao gồm Giải Người Phụ Nữ Can Đảm 2022 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Giải Tự Do Truyền Thông Tick Media Freedom 2022 của hai chính phủ Anh và Canada, Giải Homo Homini năm 2017 của People in Need của Cộng hòa Czech, Giải thưởng Tự do Báo chí năm 2019 của Phóng viên Không biên giới RFS, Giải thưởng Martin Ennals năm 2022 và Giải Tự do Báo chí Quốc tế 2022 của Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ. Lễ trao giải thưởng cho nhà báo Phạm Đoan Trang sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 5 tới tại New York. Và có tin là Ngân hàng Phát triển Á Châu dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6%. Theo báo cáo của Ngân hàng Phát triển Á Châu ADB, ngân hàng này nâng dự báo tăng trưởng kinh tế cho khu vực Á Châu đang phát triển từ 4.8% hồi tháng 12 năm 2023 lên 4.9% trong báo cáo mới nhất. Sự cải thiện này diễn ra nhờ vào xu hướng tăng cầu nội địa tích cực ở nhiều nền kinh tế khu vực, bù đắp được tình trạng trì trệ ở Trung Cộng đến từ khủng hoảng bất động sản. Tuy nhiên, ngân hàng trụ sở Manila, Philippines cũng cảnh báo nguy cơ vẫn còn đó, chẳng hạn căng thẳng địa chính trị đang gia tăng có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng và kích thích lạm phát tăng cao. ADB cho hay dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực trong năm 2024 cũng yếu hơn mức 5% của năm 2023. Dự báo cho năm 2025 là 4.9%. Về phần Việt Nam, ADB dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2024 là 6%, trong khi năm 2025 sẽ khởi sắc hơn với 6.2%. Việt Nam và Trung Cộng thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Trung Cộng thống nhất thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng và thương mại quân sự tại hội đàm vào ngày 11 tháng 4. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và người đồng cấp Trung Cộng hội đàm trong khuôn khổ quan hệ hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam và Trung Cộng lần thứ 8, tức là ngày 11 và ngày 12 tháng 4. Hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác thường niên như đối thoại chiến lược quốc phòng, giao hảo quốc phòng biên giới, tuần tra liên hợp trên vịnh Bắc Bộ hải quân hai nước. Bộ Quốc phòng hai nước cũng thúc đẩy hợp tác đào tạo, công tác đảng, công tác chính trị, nghiên cứu chiến lược, gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, hậu cần, quân y. Hai bên cũng đã ký kết bản ghi nhớ giữa hai bộ quốc phòng về thiết lập đường dây nóng giữa quân chủng hải quân thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam và chiến khu miền Nam thuộc Giải phóng quân Trung Cộng. Việt Nam đề nghị Cambodia chia sẻ thông tin về kênh đào Funan Techo. Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam liên quan đến việc Cambodia xây dựng kênh đào Funan Techo, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết Việt Nam ủng hộ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các nước ven sông Mekong, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác để quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn nước sông Mekong vì sự phát triển của các cộng đồng người dân trên lưu vực, tương lai của các thế hệ mai sau và tình đoàn kết gắn bó giữa các quốc gia ven sông.
Việt Nam rất quan tâm đến dự án kênh Funan Techco và đã đề nghị phía Cambodia phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và Ủy hội sông Mekong trong việc chia sẻ thông tin và đánh giá tác động của công trình đối với tài nguyên nước và môi trường sinh thái khu vực đồng bằng sông Cửu Long, để bảo đảm hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông và người dân sinh sống trong khu vực. Trước đó, Khmer Times vào ngày 18 tháng Giêng đưa tin dự án kênh đào Funan Techco kết nối sông Mekong với tỉnh Kep ven biển ở Cambodia dự kiến tiến hành lễ động thổ trong năm nay. Bộ trưởng Giao thông và Công chính Cambodia Ben Bonia cho biết lễ động thổ dự định sẽ được tổ chức để khởi công xây dựng vào quý 4 năm 2024. Theo thiết kế, kênh đào Funan Techco dài 180 km từ đoạn sông Mekong chảy qua khu vực Techco, đi qua 4 tỉnh gồm Kandan, Techco, Kampot và Kep với khoảng 1 triệu 600.000 người sống ở hai bên bờ. VinFast gặp nhiều khó khăn làm tăng rủi ro cho tập đoàn Vingroup. Khi tập đoàn lớn nhất Việt Nam Vingroup dồn sức cho hoạt động kinh doanh xe điện và các kế hoạch mở rộng toàn cầu đầy tham vọng, tập đoàn này phải đối mặt với rủi ro tài chính ngày càng tăng từ công ty con VinFast Auto bị thua lỗ. Theo phân tích của Reuters về báo cáo với Sở Giao dịch Chứng khoán gần đây và thông tin do công ty cung cấp, sự tăng trưởng nhanh chóng của VinFast phụ thuộc vào doanh số bán hàng cho các công ty liên kết và điều này dự kiến sẽ tiếp tục trong năm nay. Trong lúc hãng này gặp khó khăn trong việc thu hút người mua xe riêng lẻ và đối mặt với nhu cầu xe điện toàn cầu đang suy yếu. Những phát hiện này cũng cho thấy những rủi ro đối với tập đoàn mẹ là Vingroup khi VinFast lỗ tổng cộng là 5 tỷ 7 Mỹ Kim trong 3 năm qua. Giá cổ phiếu của VinFast giảm 38% kể từ khi VinFast niêm yết tại Hoa Kỳ vào tháng 8 năm ngoái và chi phí đi vay cũng tăng lên. Theo hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vào cuối tháng 3, VinFast nhận được khoản bơm vốn là 11 tỷ 4 từ tập đoàn Vingroup. Các công ty liên kết và từ nhà sáng lập tập đoàn là tỷ phú Phạm Nhật Vượng trong giai đoạn từ khi VinFast được thành lập vào năm 2017 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Nhưng do gặp khó khăn trong việc thâm nhập ngay tại thị trường trong nước, 82% trong tổng doanh thu 1 tỷ 1 Mỹ Kim của VinFast năm ngoái là nhờ bán xe cho chính các công ty thuộc tập đoàn Vingroup hoặc thuộc sở hữu của ông Vượng, người cũng là giám đốc điều hành của VinFast và kiểm soát gần 98% cổ phiếu niêm yết trên Nasdaq của nhà sản xuất xe điện. Thông tấn xã Reuters cho biết gần như toàn bộ doanh số bán lẻ của VinFast tại Việt Nam cũng được hỗ trợ bởi các khoản khuyến mãi khổng lồ được đưa ra thông qua chiến dịch tiếp thị chung với VinCity. VinFast chỉ bán được 35.000 chiếc xe điện vào năm ngoái, thấp hơn mục tiêu là 50.000 chiếc, chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng công suất chế tạo 300.000 xe tại nhà máy ở Hải Phòng. Năm nay, VinFast đặt mục tiêu bán 100.000 chiếc khi hãng mở rộng trên toàn cầu. Triều cường gây ngập thành phố Sài Gòn và các tỉnh từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau. Tại thành phố Sài Gòn, mặc dù trời không mưa, nhưng toàn bộ tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng thấp đã ngập nước do ảnh hưởng của triều cường. Báo chí trong nước vào ngày 11 tháng 4 cho biết, triều cường năm nay đến sớm hơn và cao hơn so với cùng kỳ năm trước từ 6 cho đến 8cm. Cùng ngày, tại đồng bằng sông Cửu Long, nước thượng nguồn về ít khiến các đợt triều cường đẩy nước biển vào sâu trong các nhánh sông, gây nên tình trạng mặn xâm nhập. Trên sông Sài Gòn, ranh mặn 4%, tức độ mặn gây hại cho nhiều loại cây trồng, đã xâm nhập sâu nhất đến 76 km, mức độ rủi ro cấp độ 3. Báo Thanh Niên loan tin, tính đến ngày 10 tháng 4, có đến 25 trên 28 trạm đo ở đồng bằng sông Cửu Long, độ mặn cao nhất đã cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, trên sông Hàm Luông, Bến Tre, độ mặn đo được lớn hơn cùng kỳ năm 2023 đến 7.6 gam một lít. Nhiều trạm cao hơn cùng kỳ năm trước phổ biến mặn hơn, từ 3 cho đến 5 gam một lít. Các chuyên gia nhận định, triều cường đợt đầu tháng 3 âm lịch sẽ kéo dài đến ngày 13 tháng 4. Đến cuối tháng 4, từ ngày 22 đến 28 tháng 4, Nam Bộ sẽ tiếp tục đón đợt triều cường cao thứ hai, đẩy ranh mặn 4%, tiếp tục xâm nhập sâu vào các nhánh sông chính ở đồng bằng sông Cửu Long thêm khoảng 5 km. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, riêng đối với thành phố Sài Gòn, độ mặn lớn nhất tại hầu hết các trạm đo xuất hiện vào đợt triều cường hiện tại, cao hơn cùng kỳ năm 2023 và trung bình nhiều năm. Quý vị vừa theo dõi phần tin Việt Nam. Sau một vài giây phút giới thiệu các cơ sở thương mại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần tin Hoa Kỳ. Phần tin Việt Nam được bảo trợ bởi ChaCha POS, công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Xin gọi Châu Bá Thông 415-335-2000. Kết thúc phần tin Việt Nam, chúng tôi xin tạm dừng bản tin trong giây lát và sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ cùng các bản tin chính như sau.
FBI lo ngại về khả năng tấn công phối hợp ở Hoa Kỳ sau cuộc thảm sát ở Nga. Các hãng hàng không Hoa Kỳ và nghiệp đoàn kêu gọi Tổng thống Biden không chấp thuận thêm các chuyến bay giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ. Quý vị nào là chủ nhà hàng, chủ tiệm nails, chủ cơ sở thương mại muốn cài đặt hệ thống máy lấy order, máy credit card, máy ATM, hãy tham khảo hệ thống máy lấy thẻ của anh Châu Bá Thông. Anh Châu Bá Thông hiện giờ có chương trình khuyến mãi giá thấp và cho quý vị mượn máy lấy thẻ miễn phí và không cần hợp đồng. Anh Châu Bá Thông còn có máy POS, iPad, tablet, lấy order tại bàn, rất thích hợp cho nhà hàng và tiệm nails. Nên gọi Châu Bá Thông 415-335-2000 để biết thêm chi tiết và những ưu đãi.